Vâng, chào rồng. Sư đang ở đâu Hà Nội? Dạ, con đang đợt này con đang tu tập ở Nghệ An 3 ngày, con đang học thiền ở dưới này. Hùng Cá Rô, vâng. Mô Phật. Chào chị Cung Nê. Cảm ơn bạn huynh chị Nẹ nhé. Vâng, bốn đào. À, con có chống lụt ở Hà Nội rồi đấy. Cũng tham gia được một tuần. Bạn Titi. À, hôm nay con đang ở Nghệ An. Con ở Nghệ An 3 ngày, con đang giao duyên mới là học thiền ở dưới này. Vâng, bạn Nghiệp Phú. Riêng về học thiền ấy thì những người mà mới học thì nên học thiền Nguyên Thủy. Nếu ai ở Hà Nội thì học chỗ thầy Minh Thư ấy. Thầy Minh Thư có dạy thiền miễn phí và không lấy tiền mọi người đâu, mà rất dễ hiểu. Cơ sở của thầy đấy ở nằm ở Cầu Đuống ấy, Cầu Đuống Yên Viên. Còn nếu mà con nói sơ qua về thiền thì mọi người cũng hiểu, nhưng mà về động tác thì phải nên 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 học trực tiếp. Trần Tuấn à, vâng, ăn chơi thì đủ rồi, bây giờ tu luôn bạn ạ. Vâng, cảm ơn mọi người. Bạn Nghiệp Phú thích chia sẻ về thiền à, vâng. Thiền thì có 4 tầng thiền bạn ơi. Bước đầu là chúng ta gọi là sơ thiền á. Sơ thiền thì nếu mà bạn tự thiền thì không được đâu. Không phải cứ ngồi là thiền đâu. Vì thiền là đi đứng nằm ngồi cũng là thiền, nhưng mà phải có thầy dạy. Còn tự mình thì không được đâu. Nếu mà bạn ở Hà Nội thì bạn bạn liên hệ lên trên mạng đánh chỗ Thiền Giới Định Tuệ của thầy Minh Thư. Thầy đấy sẽ chỉ rất là tận tình mà thầy không có lấy tiền. Thầy phát tâm là thầy không lấy tiền và học rất nhanh. Chứ mà học thiền Vipassana thì trước đây con có học thiền Vipassana 2 khóa ở chùa, mỗi khóa là 10 ngày. Nhưng mà thực tế là học thời gian dài như thế nhưng mà khó hiểu, mà thiền nó lâu lắm. Học thiền học thân hành niệm và sơ thiền của thầy Minh Thư là học nhanh nhất. Vì thầy đã viết ra một quyển sách rồi về thiền rồi và phát hành rồi. Nghiệp Phú à, Nghiệp Phú bạn trong miền Nam hả? Vâng, trước đây con ở miền Nam ấy, con ở trong Sài Gòn. Sau khi con đi với thầy Minh Tuệ thì con mới về Bắc. Vâng, Phật là tại tâm mọi người, bạn kia nói đúng đấy. Mọi người ở đây là mình đang giao duyên về đạo Phật, nên là mọi người nếu nói chuyện là nói chuyện vui vẻ thì cho nó hợp lý. Tu nê à? Học thiền không khó đâu bạn, nhưng mà cái đấy phải kiên trì, và nếu mà thiền lâu thì có thể khỏi được một số bệnh. Rất tiếc là mọi người không ở gần Phúc Giác chứ, nếu gần Phúc Giác thì Phúc Giác sẽ dạy thiền được. Chứ nói thì vì là phải tập thân hành niệm, một số động tác của thân hành niệm mất khoảng hợp 20 phút xong mới bắt đầu vào thiền.
Vâng, cảm ơn bạn Thiên Du nhá. Bạn Thiên Du à? Phúc Giác là tên của quan ấy, phong gì? Ở một số phong lâu mà hơi nhanh nên là Phúc Giác không đọc kịp, thông cảm nha. À, cái tên Phúc Giác là ngày xưa Phúc Giác đi chùa là quy ở chùa thì tên là Phúc Giác, sau khi vào đoàn của thầy Minh Tuệ thì thầy Minh Tuệ nhìn thân hình giống Kim Cang hộ pháp thì thầy nói vậy. Rồi mấy anh đi tu vi cũng thấy giống giống thì anh đi tu vi gọi vậy, chứ còn của quan là Phúc Giác. Thì trong đoàn những ai mà đi hay đi gần thầy mà bảo vệ đoàn thì người ta gọi là hộ pháp. Hộ pháp thì cũng như kiểu mình bảo vệ ấy thôi. Hiếu à, ở đây không có ai là thầy ạ. Vâng, con đang đi học thôi. Hiếu à, cảm ơn bạn Hiếu à nhá. Bạn nhìn giống ai thì giống thôi. Thiền định, tĩnh tâm. Đúng rồi, thiền định phải tĩnh tâm cơ. Những cái gì mà vọng động đến này cứ kệ nó là nó sẽ đi. Vâng, con nghe thấy là Út Thìn đi về Hà Nội làm từ thiện. Con có số của anh nhưng mà con chưa hỏi. Vâng, trước con có buôn đồ chơi nhưng bây giờ con nghỉ rồi. Vâng, cảm ơn chị Mần Nê nhé. Con thì nhiều khi hay nói thẳng nói thật, nhiều khi người ta cũng sân si nhiều nhưng mà không sao ạ, vì đây là cộng đồng mạng, mình cũng không biết người ta cũng không biết mình. Ai mà nói chuyện hoan hỉ thì mình nói chuyện thôi, chứ con cũng chả bán cái hàng gì cho mọi người, giá hay thật hay là tốt hay xấu, đắt hay rẻ ở đây cả. Vâng, chào bạn Minh Nguyệt, hoan hỉ. Nghiệp phú à, ngồi 10 phút không quan trọng là ngồi lâu hay là bạn ngồi ngắn thời gian hay dài thời gian, không quan trọng trong thiền đâu ạ. Quan trọng là bạn phải định được. Tâm buông xả ra và nếu ăn chay ấy thì là thiền dễ hơn. Còn nếu mà uống bia uống rượu mà không giữ giới thì thiền nó khó. Tình hình huynh tịnh độ sao rồi? Tịnh nghi. Và cái thầy tịnh độ đấy thì thực ra là ngày xưa đi theo đoàn thầy Minh Tuệ đấy, là thầy đấy là không giữ giới đâu, cứ đi được một ngày là bỏ 4 ngày đi đâu á. Nên là chính Phúc Giác cũng mời ra khỏi đoàn. Nói chung là thầy đấy cũng tu nhưng mà theo kiểu thầy không quyết tâm tu lắm. Thầy tịnh độ là đi đi theo đoàn được 2 3 ngày à. Cứ đi 2 3 ngày xong lại đi đâu 4 5 ngày xong không về, nên là Phúc Giác nói chuyện với sư phụ bảo nếu mà những ai mà cứ vào đoàn 1 ngày xong lại đi vắng đâu vài ngày không biết là đi đâu sinh hoạt thế nào, nên là không cho vào đoàn nữa. Thế là chỗ thầy tịnh độ. Còn sau này thầy tịnh độ tự tu thế nào thì con không để ý vì là thầy đấy không thuộc đoàn mình. Bị quên đi thời gian 1 giờ. Tức là thời gian 1 giờ nhưng cảm giác 10 phút. À, ngồi lâu mà cảm giác ngồi 1 tiếng mà cảm giác có 10 phút thì đấy là tốt đấy. Và nhưng mà con nói trước ở đây là khi mình mới tu thiền ấy ngồi lâu cũng không không phải tốt đâu.
quan trọng mình cảm thấy hoan lạc. Thiền tu định là gì thầy? Thiền tu định là gì? À, lúc đầu mình ngồi thiền là mình vào sơ thiền. Khi học qua sơ thiền thì mình vào thiền định là nấc thứ hai. Nấc thứ ba là từ cái định đấy mình sẽ sinh tuệ. Nhưng mà để đến cái nấc sinh tuệ thì lâu lắm. Những người mà mới học như con đây thì chưa lên tuệ được. Vâng, xin chào Bắc Linh nhá. Cảm ơn Tâm Như nhá. Vâng. Lâu nói chuyện mọi người tí. Mấy bạn bảo thợ tu là sai nhá. Quan là tu tại gia, không có tu chùa. Thợ tu người ta chỉ dùng cho tu chùa thôi. Vì con không có nhận tiền của ai cả, tự con tu ở nhà. Trước thì đi theo đoàn của thầy Minh Tuệ, nhưng mà nhà nước người ta mời về vì là đâu tắc đường quá. Nên là mọi người dùng cái từ thợ tu là không đúng. Ở trên này có cộng đồng bao nhiêu người xem ấy. Nếu mà ai dùng từ thợ tu là không đúng nha. Thợ tu là chỉ dành cho tu chùa hoặc là lấy tiền của người ta mới gọi là thợ tu. Còn con hôm nay là ăn chay niệm Phật ở nhà, con không có làm phiền đến ai, không có xin tiền ai hết. Đấy là việc của con, sửa thân, sửa tâm của chính mình. Vâng, có đoạn trống rỗng ấy là hay đấy. Như thế là bàn phú sắp vào định được rồi đấy. Đến một lúc nào đấy bàn phú thiền sẽ đạt đến một cái cảnh giới mà nó cứ vui vẻ như kiểu là mình được quà. Đấy. Và cứ muốn bám chấp ở đấy, không muốn đi ra. Quá. Bạn nghiệp phú ạ, trước khi bạn muốn ẩn thu thì bạn nên giao lưu với một số người tu đắc đạo, ý là ở và gieo duyên với các thầy vài ngày thì bạn sẽ có kinh nghiệm để ẩn tu, chứ không phải là ẩn tu mà mình không có thầy mà tự nhiên mình đi ra một góc mình ngồi mình tu tập thì nó cũng không nên được. Bạn nghiệp phú nhé, ví dụ bạn phải gặp được những người như thầy Minh Tuệ hoặc thầy Minh Thư. Thầy Minh Tuệ thì bây giờ là không gặp được. Chào bạn Trận nhé, con tên là Phúc Giác, còn đâu cãi nhi tu bi gọi là Kim Cang, còn đâu mọi người lên gọi là Phúc Giác. Vì Kim Cang là một vị thầy, nhiều khi nếu nói về Kim Cang là chưa dám nhận. Đấy là một vị thần. Nghiệp phú, đúng rồi. Bạn nghiệp phú thiền là đừng có ép quá. Và bạn phải ăn chay. Và bạn phải nhập tâm. Và bạn không ép thời gian nha. Còn ngồi kiết già không được thì bạn ngồi bán già. Đấy là kinh nghiệm của con. Nếu bạn không ăn chay thì bạn ngồi kiết già đau chân lắm. Và xin chào Motorola nhá. Bạn nào chào thích chuyển khoản vậy, chào nhầm người nhá. Chứ Minh Tuệ thầy ẩn tu rồi ở núi Sạn Nha Trang và có chính quyền người ta bảo vệ, không gặp nhau được. Toàn bộ đoàn tu là ai ở địa phương nào về địa phương ấy tu, không ảnh hưởng đến ai. Ứng vô trụ trong thiền là sao huynh? Nhất tâm ạ, cái ứng vô trụ nghe thấy, nhưng mà cái này con cũng chưa được học kỹ. Cái nào con biết thì con trả lời ạ. Con mới học qua 2 tầng thiền thôi. Bạn nghiệp phú à, cứ đau nhưng mà rồi nó quen.
Có người phải 3-4 tháng mới ngồi được kiết già chứ không phải ngồi được ngay đâu. Ai mà bắp chân nhỏ ấy, thì người ta dễ ngồi kiết già hơn là người to béo. Tao thiện nguyện nhất tâm nhá, thiện nguyện nhất tâm mà. Thiện nguyện nhất tâm hình như ở trong Sài Gòn à? Chú anh Long nhỉ? Chú anh Long anh thiền giỏi hơn Quan mà, anh tu trước Quan mà. Con mới theo thầy Minh Tuệ thì con mới tu thôi, chứ còn anh Long anh tu trước, nhưng anh tu tại gia. Con thì mới đạt đến tầng thiền thứ hai thôi, còn đâu hỏi ở cái trên là con không biết. Con qua sơ thiền rồi, con vào thiền định rồi. Dạ. Thông báo anh Long là con là học thiền sau anh. Anh là tu trước con nên là anh hỏi con là con không trả lời được đâu. Hôm nào con vào Sài Gòn thì nếu mà đủ duyên thì con qua thăm cơ sở với các cháu. Con cũng rất quý anh. Dạ, ngoài Bắc vẫn mưa nhưng mà mưa ít rồi. Nước sông rút rồi. Nhưng mà khu vừa rồi con lên trên là Lào Cai làm thiện nguyện ấy thì là đường xá là chỉ có xe bán tải đi vào được thôi, chứ còn xe con là không đi được. Vâng. Tâm không khi thiền là không trụ vào một điểm nào, và trụ vào thì sẽ bám chấp, thì cứ thả lỏng ra. Vâng, con bây giờ là đi giao duyên và tu học ở toàn quốc. Nếu mà những chỗ nào mà có người tu hành hoặc là dạy thiền hay là giảng pháp hay thì con sẽ học. Con bây giờ không trụ ở trong Sài Gòn, vì trước con kinh doanh Sài Gòn, con mới ở Sài Gòn. Giờ con về Bắc. Nếu mà con vào Sài Gòn thì con sẽ ghé anh Sơn chơi ạ. Còn bây giờ ngày xưa con buôn bán cùng với anh Sơn, nhưng mà bây giờ anh Sơn cứ buôn bán thôi, con là nghỉ rồi. Mặt bằng Sài Gòn con bàn giao cho anh hết nhá. Dạ, cơn bão vừa qua này đó là thiên nhiên thôi ạ. Thế đấy phải chấp nhận. Nhưng mà ở những cái khu vực mà gần suối mấy mà tỷ lệ gọi là lũ ống lũ quét tỷ lệ cao ấy, thì bà con là nên xây nhà kiên cố. Vì mấy tỉnh phía Bắc là các đồng bào dân tộc ấy là người ta nhà toàn bằng nhà gỗ ấy. Nên khi lũ đi qua là cuốn một phát là thiệt hại về người và tài sản luôn. Chào Pháp Bộ nhá. Thiền thì đi đứng nằm ngồi đều là thiền, nhưng mà phải có thầy dạy, chứ còn nếu mà nói chuyện một chút chốc một nát thì không ra được. Con thì cũng ít khi nên nói chuyện với mọi người, nên là mong mọi người là nói chuyện hoan hỉ, vì lý do là con với mọi người thì cũng chả có là tranh chấp hay là gì cả, cũng là vì là có đoàn của thầy Minh Tuệ thì con mới biết mọi người thôi. Còn đâu mà con cười thì ai có cái sai. Quay đầu là bờ. Con thì trước cũng ăn chơi, nhưng bây giờ là con quy Phật Pháp rồi. Nên là mong mọi người nói tất cả những chuyện là theo ý hướng tích cực. Vì mọi người có nói tiêu cực thì con cũng không đọc, mà con cũng không để ý, vì con không biết mọi người là ai cả. Con thì đợt gặp thầy Minh Tuệ ở trong Gia Lai, còn từ đợt ở Nha Trang là con chưa được gặp. Chào Đình Văn nhá, thầy Minh Tuệ đang ở núi Sạn Nha Trang nhá. Nhưng mà thầy chỉ đi lanh quanh ở cái núi thôi chứ không được ra ngoài.
Vì là thầy cũng phát tâm là thầy ẩn tu 3 tháng. Và cảm ơn anh Sơn.